đến với kênh ẩm thực Hương Quê này. Hôm nay mình tiếp tục làm một món ẩm thực là ốc bu nướng mỡ hành nha bạn. Đây, ốc chiều mua nó không ốc bự, ốc hơi nhỏ nha bạn. Mình đặt cho mình nướng rồi. Trời ơi, cái gì nó nóng nóng gì, ốc này nó ăn than. À được, kì kì kìa. Vậy nè, tô mỡ hành đây nè các bạn. Đó, nó hai hồng rồi bạn ơi, nó hai hồng rồi kìa. Mình chuẩn bị một đứa mà thành vô. Đây, tâm tự nhiên nữa bạn, tâm không vừa. Vậy cái mình chuốt nhọn cái là bật lên cái đó. Nhỏ mà sao nhiều nước thế. Trong mặt tôi chừng đã ăn nó bạn có chừng đó có chừng lắp lên này nè ha. Rồi. Giờ mình lấy tạm mình dít Thì nó chưa tốt á. nó ra. Con này nó chà bạc. Ra vậy cho mình dứt ra các bạn. Sôi lên mấy cái giống bò kêu nó rớt đó. Chết rồi. Nó Tập 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 áo cứ chạy. còn cái này cứ chạy ha. Là ba số là thử nữa. Mình vô mở hàng mà đây giờ mình tất cả bà con Cái này nữa hả? bung đất
ý nha, mình nướng là coi chừng lựu đạn nha các bạn. Vô là cũng phải đợi nhóc nó khô mình mới vô. Thơm lắm. Bây giờ mình xây cái gốc cam lên đây nha. Rồi đó các bạn. Giờ là chuẩn bị tới giờ mình thưởng thức nha. Ngon lắm. Hồi đó chưa ăn ngon. Chai thần thánh nè các bạn. Thơm mình uống trước. Chuyển cái trà. Thơm lắm bạn ơi, giờ mới thơm rồi. Giờ chuẩn bị thơm rồi đó. Hôm nay con bếp của mình không bị quể quải bị bệnh nha bạn, không không uống nhiều, vài chục ly với bạn không nghĩ nè. Đi lít. Ở đây nãy mình quên, ở đây mình hồi chiều mình mua cũng nhiều số ốc nhưng mà tại vì ốc này nó nhỏ quá mình nướng không được nhiều cho nên đem ra chế biến một món là ốc luộc sả này bạn. Ốc luộc sả thì không thể thiếu này đúng không? Đây, cùng mẹ. Chấm quá cái con này ra mà không lẽ cái gì con này nè này hả đấy con này này hả đúng rồi con này con thì bé con thì dễ hay là dễ chưa hả. À, giờ nè à, mời bạn hai ốc đây bạn thân thức nha. Béo lắm bạn. Bây giờ không kinh khủng tâm này, tâm gì ấy. Đây là ốc làm cái mắm mẻ các bạn, mắm mẻ nha. À, mà ngồi đây cũng là cái mình mẻ thôi. Ngon ngon trên cả tuyệt vời luôn bạn. Đây mình mời các bạn dùng con ốc mình dùng mẻ nha bạn, ốc chấm mẻ. Rồi chấm vào. Về cái mẻ thì chắc có thể là cũng nhiều bạn biết rồi, cũng không cần miêu tả, mình miêu tả sơ qua. Sả mình làm chung nó rất là thơm, thêm cái đồ nêm của mình với loại ớt nó hòa quyện cái vị cay với sả khi mình chấm ốc vô, ốc mình luộc nó rất là thơm, nó vừa ngọt mà nó có cái độ chua của mẻ nữa bạn. Thì ngon lắm, nói chung là rất là ngon. Thì có thể là có nhiều bạn ở miền Bắc chưa biết cái mẻ này, có nhiều người, đa số nhiều người ăn cũng không được,
nếu mà dùng được á thì các bạn làm cái món này ngon á. Cái cảm giác của nó nướng giống là rất là béo, tại vì nó có mỡ hành, nên khi mà mình nướng nó rút cái mỡ hành vô bạn ăn nó thơm, nó giòn hơn cái mình làm cái luộc. Nhưng mà cái luộc thì ăn với cái mẻ thì nói chung là mỗi cái thứ nó mỗi có cái khẩu vị của nó khác nhau, cái mùi vị khác nhau, thì các bạn cứ dùng thử, nếu mà cái nào ngon thì các bạn để lại cái bình luận phía dưới cho mình nha bạn. Các bạn nhìn chén mè, cái tô mè nè, hơi khác khác biết không? Đây, tô mắm mè. Ăn ớt mà nó phải hít về nó mà đã các bạn. Nhà bếp mà các bạn muốn mình nhé ha. Rồi, đủ đạn nổ bạn. Ở quê lạnh lạnh mà tiền uống không ở đây Mình dùng đế nữa nó mới đã. còn mò cái nóng các bạn này. Đang nướng cho mình đem xuống mình dùng, cảm giác nó thoải mái không ạ? Này mà các bạn với mình một con ốc nướng mà hành ha. Rồi mình rưới mỡ hành vô các bạn. À, các bạn làm thử khi mà rưới mỡ hành vô bảo đảm rồi. Nghe cái mùi nức mũi luôn á, thơm lắm, Nước mỗi thằng này, mỗi chết thằng gì? rất là thơm. Nức mũi lấy gì thở nha. Nước mỗi chết à? Đây mời bạn. Mình nói các bạn chỉ đang nói chứng ra gì các bạn chắc mà nói được các bạn. Bởi vì bạn nhớ cái clip mình nói không, bánh tre này ở quê mình chuyên môn mì câu cá rô, bởi vì nói gì nó móc bóc vậy mà móc họng. Nói sao ấy, chứ hồi xưa có mấy ông bạn này kêu mình chú bác thì nó là bạn ăn bớt ăn cơ ngốc này lại đứt cái đầu đó, bỏ xuống gỗ đó hồi nhậu hết bò xanh lên nhậu tiếp, mà mỗi lần nhậu là phải cắn cái đít như vậy hút. Mà ai chơi thì tôi thấy là con ốc là ăn khúc đó là ngon nhất, mà từ từ cái ốc vô vàng bạn ăn khúc đó, khúc đó là chuẩn bị thật kéo qua mặt lắm á. Rồi nè, anh bếp đang rưới mỡ hành vô nè bạn. Bạn xem cái bếp này, bạn nhớ bữa mà anh em mình nướng sò không? Các bạn có ăn ốc này, nhà tôi ha các bạn ha. Thời gian rảnh mình làm mà mình mua cái loại ốc bự nha các bạn, tại vì chợ mình nay hiếm lắm, nó không có ốc bự. Mua ốc bự cái này đặt vô cái nướng thả lắm bạn, thơm. Trái ngủ cầm tay đúng không? Cái trời ơi, ốc vuông nào bằng cầm tay, có chứ. ốc tưởng tượng á bạn, đã sống á bạn, mình ăn xong thơm đã lắm, mà tùy người dùng được nha. Mời các bạn dùng mình con ốc luôn, chấm mắm mẻ, luộc cái mắm mẻ, luộc sáng nha. Đã làm mà. Đây đây, mời các bạn uống mình một ly đế bánh tre.
vào mặt mình không mà thơm á, bởi vì thơm vậy các bạn làm món này chịu sao nổi. Cái để chày rượu ra uống hết chày rượu khỏi ăn mòn mà vậy đâu có đúng. Tôi biết mà khán giả cho bạn về nè, áo cái mang hành đi đúng không? Nó không ra cả, không dính cả. Đây, ốc nước mai hành. Trời ơi. Trời đây, mời các bạn. Ốc nước mai hành, chấm cơm mẻ, mắm mẻ. Mà các bạn dùng. Thơm lắm mà. Chuẩn bị vô dùng với anh em mình đó mà. Nướng rồi. Ví dụ các bạn mà thấy thành nó kịp mệt thì hết các bạn. Đó, vậy đó. Gia đình bưng lì uống. Nó thơm. Nói cái nữa cái mình cái nữa các bạn, ở trên bưng ly uống hồi mò mình ăn các bạn. Tay tay hết rồi các bạn, mò nữa thì mình giờ mà làm mình ăn thôi, mình dùng ốc với để anh con mẻ nè mà đó quét vô vậy nè mà đưa vô lúc mà các bạn dùng bưng ly đúng không? Ngon lắm. Nó khi nhóc nó thấm cái này dứt ra này đậm mà bạn dùng mình con ốc đúng không nè. Sau đây là mẻ cuối cùng các bạn, bữa nào mình chơi ốc nướng mỡ bò mới ghê. Mỡ chà phải được chà mỡ bò chứ xe mà bò lắm á. Nướng kiểu đó tôi không biết mà quỷ ăn cái này hả? Thì có người nào nướng rồi nó ăn á, người nào nói là nó ăn á, đây không phải người ta là quỷ mà. Trời ơi, các bạn thấy không? Tôi thành quỷ rồi. Chứ có người nào thành quỷ? Dạ vậy. Đây, mình vừa ra mẻ cuối cùng các bạn, ốc nướng mỡ hành các bạn. Thơm nứt mũi luôn các bạn. Ồ, ốc đang nóng nè. Đây. Cùng nha. Họ biết mà bị bệnh mà không ăn được, mình ăn khái. Béo lắm mà. Tôm dừa. Ngon. Anh chút còn khác đi, cho biết chút còn khác đi. Còn tuyệt vời luôn các bạn. Cho nó cứng. Đã lắm. Béo mỡ hành đã lắm mà. Cái này mà được ốc bự nữa. Thì thay gì luôn. Hai con ốc nó trôi nữa mà. Vàng ao, vàng tươi luôn các bạn. Vàng. Ngon lắm. Đây các bạn, dặn em ha, dặn nó trôi đó bạn, ngon quá, phải đi, đỡ thấy không, ăn vậy là mới xứng đáng mà ăn, để người ta nói mình nó dắt mà, vô, đây nè mình chơi nhỏ xứng đáng là chơi nè, ừ, bậy. Ổn thơm không, thơm không, thơm à, đừng hủy hoại tài sản thiên nhiên, thơm không, thơm á, béo căng đít, đi hết cái đang nổi cái rồi gì chuyện không được. Dạ. Lấy dừa. Chú giùm đây ông nội. Dao đó chú không được hả? Trời ơi. Giờ bị đài vậy các bạn.
Đây. Đổ nè. Còn quá. Nóc mấy chui nãy là mời bạn cái. Mấy chui nè. Đây nè. Rồi anh lễ không mời cái này mời nữa cái đây mà cái này mới mời nữa à đây là ốc với tôi mà bạn mình dùng với mỡ hành nè vô bạn mà ăn không có đau bụng lắm mà mình lại bạn vô đi nha rồi đó mình dùng mình nó có giòn lắm mà giòn mà sắm mỡ hành thơm lắm mà trời Phật ơi vô quá vô các bạn thấy không nấu nó không ăn đi ăn thang các bạn Phật ơi các bạn ơi hàng nước mỡ hành ngon quá ngon quá à, trời các bạn ngon quá ngon quá phải vậy bạn thấy không uống nước mắm là phải vậy trời Phật ơi bữa nay mà trả thù các bạn nhận qua hầm chịch nước bữa nay thì đang nướng trời uống nước mắm phải vậy các bạn trời Phật ơi thang thang cũng mời các bạn được nữa có tập rồi có thấy đâu mình mày thang uống rượu thật nha mày uống như mình uống rượu các bạn trời Phật ơi tưởng nào tốt lễ cho mình ai nhìn đâu nghe cũng khá các bạn thấy không xấu ghê các bạn thấy mình dài bảy dài giỏi thôi bạn giỏi gà là dính các bạn ngon các bạn thấy không dùng đã không ở quê mình chơi vậy không bạn đây này các bạn ơi. Thì sau đây anh em mình á vừa đã thực hiện xong cái món là ốc bu nướng mỡ hành, ốc bu luộc sả. Thì vừa qua cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Hương Quê. Anh em mình chào các bạn nha. Biết chào các bạn nha. Rồi chào bạn. Mong các bạn ủng hộ cho mình nha.